Hello, 500 anh em nha. Hôm nay mình sẽ làm cái video này hướng dẫn anh em chữa cái bệnh chạy xe nó kêu tắc ở đây nha. Đây là mình sẽ hướng dẫn anh em nha. Mình nổ máy. Bị thương nó ngay. Tắc là nó do bị lỏng cái này các bạn này. Mình mở cho các bạn xem nhé. Chắc là do nó bị lỏng cái này các bạn này. Đây, nó bị lỏng cái này. Cái bánh đà này bị lỏng. Đây. Cái bánh đà nó bị lỏng các bạn này. Anh em nào nhớ mở ra nhớ để ý cái này nhé. Có một cái mặt nó có cắt nằm song song ở đây luôn này. Để bỏ cái này vào các bạn này. Đấy. Đấy, nó bị lỏng này, nó kêu tắc ấy. Chạy tốc độ mạnh là nó kêu tắc các bạn. Đấy. Đấy là nó bị lỏng, cái cây nó bị kêu nhá, cái cây này không bị kêu quá này. Cái này cái xe không bị kêu này, đấy. Không lắc được luôn. Là chạy nó không bị kêu, hiểu không? Đấy. Cái nào mà là kêu là nhưng mà lắc được là bị kêu các bạn. Cái này là không bị kêu nhá. Cái này bị kêu này, lắc quá rồi. Đó. Rồi, mình hướng dẫn các bạn xử lý cái này nha, đơn giản luôn. Chỉ cần lấy lon bia này các bạn, bỏ bia, cắt bỏ bia này ra nhá, cắt bỏ bia. Đây phải cắt bỏ bia các bạn biết không? Ở đây nhá. Đấy này mình mở ra nhé, mở cái này trước các bạn. Ở đây các bạn này, ở đây hay có hai cái lỗ này nó bị hơi bị loét đấy. Đây các bạn, có hai cái lỗ nha. Cái lỗ này nó lắc là lắc cái lỗ này các bạn này. Chết cái này vào đây. Mình cắt nhôm này. Nhôm này mình ký cái này vào rồi. Không bao giờ lắc nữa. Đây. Mình lắp vài rồi xem nhé. Rồi, tuyệt vời luôn ha. Không lắc như lúc đầu nữa ha, hết kêu luôn. Lúc nãy nó lắc kinh khủng luôn. Giờ mình cắt tí nhôm mình lót vào đấy là ok. Đấy, giờ mình lắp vào các bạn xem nhé. Luôn nha. Thứ hai nữa các bạn.
đi ra một xe này khi mình tắt máy xuống á, mình xuống xe hay mình hay nhận cái này đúng không, vô tình mình chích bốc vào đây nó kêu, cho nên á các bạn phải tắt máy đó, tắt máy mới dầm xuống đó, mình vô tình khó chân. Đơn giản đúng không? Đơn giản thế thôi. Chân này hơi lên, chỉnh xuống. Ok chưa? Tuyệt vời luôn không anh em? Ok tuyệt vời không? Ok anh em nhé, hôm nay mình hướng dẫn cái video này nhé. Các bạn thấy hay thì đăng ký, nhớ đăng ký kênh của mình nhé các bạn. Đấy, nó còn bình thường nó còn kêu hả? Chạy thì không kêu nữa rồi, mình lót rồi. Lót cái lỗ này. Nó chạy ảnh hưởng đến máy, hiểu không? Kêu hơi khó chịu thôi nhưng mà không sao. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký đi kênh ủng hộ mình nhé các bạn.